Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, mỗi năm vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, người Phật tử Việt Nam nói riêng và tất cả mọi người dân trong đất nước Việt Nam có phong tục tổ chức lễ cầu siêu cho cửu quyền thất tổ và tổ chức lễ báo hiếu. Đây là một truyền thống văn hóa rất là tốt đẹp mà các chùa, các tự viện cũng như các cộng đồng Phật giáo thường tổ chức. Dù rằng sau 40 năm, cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã ra khỏi đất nước, quê hương, nhưng với văn hóa của xứ người thì những tinh túy của nền văn hóa Việt Nam vẫn được duy trì một cách tốt đẹp. Trong những ngày gần đây, chúng ta đã thấy rất nhiều nơi tổ chức lễ gắn hoa hồng cài áo cho tập thể đồng hương. Và đây là một đặc thù đặc biệt không đóng khung ở trong các tự viện, các chùa, mà có thể mở rộng để chúng ta nhắc nhở đến công hạnh của song thân phụ mẫu. Đây cũng là một điều đáng khích lệ, bởi vì chúng ta nên chọn lọc cái ảnh hưởng văn hóa tốt đẹp ngàn đời của cha ông để chúng ta có thể tạo nên một sự gắn bó trong cộng đồng ly hương của Việt Nam chúng ta ở khắp nơi. Trong tinh thần đó, ngày hôm nay với chủ đề đặc biệt là hoa hồng cài áo cũng như mùa báo hiếu Vu Lan 2559 Phật lịch, chúng tôi rất là hân hạnh chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình 60 phút của truyền hình Kali Today hôm nay. Trong phần nói chuyện ngày hôm nay rất là đặc biệt, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị anh Nguyễn Ngọc Bùi, một sứ ngôn viên quen thuộc của hệ thống radio phố đêm và chương trình truyền hình TV, cùng với chúng tôi thực hiện chương trình Vu Lan mùa hiếu hạnh. Xin trân trọng kính chào quý vị và trước hết xin được trân trọng kính chào Nguyễn Ngọc Bùi. Xin chào giáo sư Nguyễn Hùng Dũng và xin chào quý vị. Thì hôm nay chúng tôi không còn nói chuyện về kinh tế mà nói chuyện về lễ Vu Lan. Thưa quý vị, hàng năm như vậy đến ngày rằm tháng tư, trong cái thời gian này dù xa hương, xa quê hương nhưng ở trên đất ngoại quốc, tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Canada, Úc Châu, nơi nơi mà có cộng đồng Việt Nam và nhất là bản sắc về Phật giáo thì thông thường tổ chức về lễ Vu Lan, mà cảm động nhất là cái ngày mà mỗi một anh em, mỗi một chị em gắn trên mình được một chiếc bông hồng màu đỏ hoặc là buồn bã ngậm ngùi, mình gắn trên được một cái bông hồng trắng. Thì đó những ý kiến mà chúng tôi anh em sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Thưa quý vị, Phật giáo đã từ lâu rồi luôn luôn trân trọng và lấy cái hành hiểu làm đầu, sự tương phùng với cái thành tựu của dân tộc, những cái gương hiểu hành trong quá khứ, thí dụ như Lý Nhân Tông, Từ Đức, vân vân, cũng như hiện tại đã tỏa sáng và ghi nhận mãi với cái dấu ấn của thời gian. Thế thì hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7 thì mọi người Phật tử trên thế giới long trọng tổ chức một cái đại lễ Vu Lan hoặc là lễ báo hiếu một cách trang nghiêm, từ hình thức tổ chức cho đến cái nội dung tâm linh mang ý nghĩa văn hóa và nhân văn bản sắc của người dân Việt. Vu Lan đã trở thành một nền văn hóa truyền thống có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, là một dịp nhắc nhở mọi người con trong cuộc sống dù có bận rộn bộn bề có mang việc làm đi chăng nữa cũng phải nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Vu Lan còn có ý nghĩa thuần túy thiêng liêng về tôn giáo, hiện nay không còn giới hạn nữa, thưa quý vị. Nó đã thành một lễ hội gọi là lễ hội hiếu hạnh và thương yêu, dòng chảy của ơn nghĩa. Ơn nghĩa là chúng ta biết ơn, biết tri ân và đền ơn, mà chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều khi mà những người Việt tha hương qua đất nước Mỹ. Mình biết ơn, mình biết tri ân và mình biết đền ơn. Và bên cạnh đó có sự hiếu kính. Hiếu kính, nếu đó mình cứu kính hiểu ông bà, cha mẹ và tổ tiên, nhất là cha mẹ đang hiện tiền, và tình yêu thương. Tình yêu thương cha mẹ, anh em, vợ chồng và con cái, đi xa hơn một tí nữa, tức là đồng loại, và đi xa hơn nữa là muôn loài, và tình yêu thương. Thưa quý vị, cái bản sắc rất đẹp ở trong nghề lễ Vu Lan đó là chương trình bông hồng cài áo. Ngoài cái lễ Vu Lan bồn
Cái chương trình đệm cài áo là một cái lễ mà thiêng liêng, mà cho là cảm động nhất. Và thưa quý vị, mùa lễ báo hiếu, Phật pháp của nói rằng cha mẹ là vị Phật tối thượng. Nếu ở đời mà không có vị Phật xuất hiện thì hãy theo phòng dưỡng cha mẹ như là phòng thờ Phật vậy. Thì thưa anh Dũng, nói đến Vu Lan thì chúng ta luôn luôn đề cập đến hành hiếu. Thế thì anh có thể cho Bùi và khán giả thêm biết hành hiếu của ngày lễ Vu Lan. Xin mời anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bùi đã khởi niệm một cái ý niệm về hiếu hành, khởi niệm về cái tâm thành của một người và khởi niệm về những nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Tâm hiếu chính là tâm Phật, hành hiếu cũng chính là hành Phật. Muốn chứng quả đồng với chư Phật, việc làm đầu tiên là phải lo hiếu dưỡng song thân. Anh Nguyễn Ngọc Mùi vừa nhắc đến trong kinh Đại Tập cũng đã được khắc ghi trân trọng rằng Đức Phật đã dạy gặp thời không có Phật, thờ cha kính mẹ chính là thờ Phật. Sự quan trọng mà Đạo Phật đã đưa hạnh hiếu và đã đưa song thân phụ mẫu lên ngang bằng với một vị Phật chứng tỏ một sự trân trọng của song thân phụ mẫu đối với con cái như thế nào. Vì vậy mà hạnh hiếu chính là một cái nền hiếu hạnh của một con người, không riêng gì đối với bậc cha mẹ, mà chữ hiếu đó nó bao gồm tất cả những sự tôn quý, mà trong đó cái sự kính trọng, cái sự dưỡng dục, cái sự báo đáp và cái sự ân nghĩa nó quyền tròn để chứng tỏ rằng một con người cần phải đủ những cái điều đó trong cuộc sống hiện tại. Kính thưa quý vị, hiếu vi là một cái điều tiên khởi, là hiếu vi tiên. Tất cả một con người, nếu mà chúng ta có những cái sự đặc biệt về tài năng, về cái sự giỏi giang, về kiến thức, mà thiếu đi cái tâm thành của chữ hiếu thì cái người đó chưa phải là một người trọn vẹn. Do đó hiếu là một cái gì đó nó thẩm thấu trong tâm hồn con người, nó thuộc về cái dạng tâm linh mà con người thúc đẩy trong tư tưởng để nó trở nên những hành động bằng những hành động cụ thể. Hiếu là một sự kiện mà đối với bất cứ một người nào còn nhỏ kính mến và tôn trọng những bậc hiền thánh, những người cha mẹ hay là những bậc cao niên đều được gọi là hiếu. Bởi vì chính cái chữ hiếu này là cái sự tỏ bày của một người nhỏ tuổi đối với một người cao niên để thận trọng, để làm cho cái người kia được vừa lòng, được trọn vẹn. Chính từ những cái ý nghĩa đó mà chúng ta rút ngắn trong cái phạm vi gia đình, hiếu chính là một cái hành động mà người con cần phải báo đáp những công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Chính cái sự hình hiếu này đã làm cho người con cố gắng nỗ lực trong bất cứ một cái công việc gì, phải nỗ lực hành động, phải nỗ lực làm việc, phải nỗ lực trong cái tự thân, và từ đó thì con người mới phát triển. Và từ cái sự phát triển đó là một cái công hành báo đáp, bởi vì ai cũng muốn người thân của mình, ai cũng muốn cái người mà mình chăm lo, cái người mà mình đã sinh thành phải trở nên một con người hiền đức. Do đó cái cách báo hiếu tốt nhất là người con phải chăm lo cha mẹ bằng cách tự thân của mình. Tự thân là làm sao để tự mình phải làm nên cái danh phận, và từ đó có sự báo đáp bằng những cái vật chất như là cung phụng, thuốc mang, y dược, áo quần. Đó là những cái điều mà chúng ta diễn dịch ra từ cái chữ hiếu mà ra. Thưa anh Nguyễn Bùi. Dạ. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, nếu như hiểu theo đạo Phật và anh nói chuyện, tức là người con làm hiếu thảo và cung kính với cha mẹ, là phụng dưỡng song thân đầy đủ vật chất và cung kính cha mẹ, thiệu theo đạo Phật thì rõ chưa đủ, thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Thưa anh Nguyễn Hồng Dũng, thưa quý vị, trong Phật pháp còn nói rằng dù một con người có hiếu thảo cha mẹ, đến cung phụng cho cha mẹ đầy đủ tiện nghi về vật chất, cung kính cha mẹ suốt cả cuộc đời mình, điều đó cũng chưa đủ. Cái điều để cho trọn vẹn nhất, khi nếu như cha mẹ mình không am hiểu về chánh pháp, mình hướng dẫn cha mẹ mình đến chánh pháp để hiểu biết được rằng cái nào là cái chân lý, cái nào là chân thiện và mỹ, nhân thế nào và quả thế nào, đó là chánh pháp. Và hiểu được bản sắc của Phật pháp, của chánh pháp, đó
là một trong những yếu tố. Yếu tố thứ hai, nếu như cha mẹ mình không hiểu đến cuộc sống vẫn còn tham sân si sân hận. Vì thưa quý vị, lắm lúc cha mẹ mình bận rộn công ăn việc làm, thậm chí làm những việc có thể rằng cha mẹ mình biết điều đó không thể làm, nhưng vì sinh tồn của con cái, do đó cha mẹ phải làm. Nếu người con lớn lên và biết điều đó, hướng dẫn cái cha mẹ tránh những cái tham sân si, trở về những cái bản thiện, đó là bố thí và từ bi. Bên cạnh đó, nếu cha mẹ mình thiếu đi những cái tính mà từ bi, tức là còn bỏng sẻn, còn ích kỷ, mình hướng dẫn cho bố mẹ mình đến trải lòng ra với nhân loại, với mọi loài. Thưa quý vị, kết hợp những gì mình cung phụng về vật chất, về tinh thần cung kính, và kết hợp hướng dẫn cha mẹ mình đến một sự chánh giác, sự tuệ giác của con người, thì đó là sự báo hiếu và hành hiếu rốt ráo. Thưa giáo sư. Dạ vâng. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Mùi đã nhắc đến cái phần tâm linh, bởi vì đó là cái cốt cán trong nỗi niềm của vấn đề thiêng liêng cần phải củng cố. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng trong cuộc sống hiện tại, vật chất chỉ là cái sự vô thường, có đó rồi không. Nhưng con người với đạo tâm, với đạo đức, với những việc thiện hữu thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái nghiệp quả lâu dài. Và chính đó là một cái điều báo đáp thâm ân hết sức là cao quý. Mỗi mùa Vu Lan thì trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhìn thấy cộng đồng Việt Nam đã thực hiện những cái lễ bông hồng cài áo rất là đặc biệt. Đây là một cái buổi lễ mà chúng tôi nghĩ rằng nó không đóng khung ở trong tính chất của tôn giáo, và nó bắt đầu lan rộng để cho mọi người ý thức được cái trách nhiệm của mỗi một con người trong cuộc sống của ngày hôm nay. Ngoài những việc chăm lo cho chính mình, chăm lo cho cha mẹ, chăm lo cho những người mà chúng ta biết rằng đó là những người ân nghĩa của chúng ta, ngoài ra chúng ta còn phải có trách nhiệm đối với đồng bào, đối với đất nước, đối với thầy cô, đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Cho nên cái hoa hồng nó mang nhiều cái ý nghĩa trong cái sắc tố cũng như cái thâm trầm của một người được hân hạnh gắn một cái hoa hồng, hoặc là đang thổn thức khi được nhận một cái hoa hồng màu và màu trắng. Và đặc biệt cũng có cái hoa hồng màu vàng khi được gắn lên những chiếc áo của các vị ca sa. Thì đây là những cái ý nghĩa mà chúng tôi nghĩ rằng anh Nguyễn Ngọc Mùi sẽ trình bày với những cái màu sắc tương phản đó. Nó đã nói lên cái tính chất như thế nào, và trong cái ý nghĩa đó nó mang cho chúng ta một cả cuộc đời và cả một dòng yêu thương như sau. Dạ, thưa quý vị, lễ bông hồng cài áo trong chương trình nghi lễ của Vu Lan. Trong phần nghi lễ có nghi lễ tôn giáo, tức là đọc kinh rồi hướng dẫn về tâm linh cho mọi người, không riêng chỉ người Phật tử, và tất cả mọi người và mọi loài đều nghe kinh để hướng về làm những cái thiện và tránh cái ác. Làm cái thiện như thế nào? Làm cái thiện, mình chọn những cái thiện để mình thực hiện được, chứ không phải tất cả mọi cái mình làm thiện mà thiện. Có cả những mình làm thiện vô tình mình đã gây ác. Bên cạnh đó có cái lễ gọi là lễ gắn hoa hồng, hoặc là lễ bông hồng cài áo. Lễ bông hồng cài áo không chỉ dành riêng cho hiện tại, cho người Phật tử, mà tất cả những người, mọi người, mọi loài có thể hưởng lấy được cái giây phút, mà giây phút thần tiên đó để mình hưởng lấy. Và cái lễ bông hồng cho chúng tôi, nó nguồn gốc lễ bông hồng, thưa quý vị, cái lễ bông hồng cài áo này được phát xuất từ khi mà Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, bây giờ gọi là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, có một dịp đi qua Ấn Độ gặp thầy Thiên Ân ở Nhật Bản. Thưa quý vị, xin lỗi, ở Nhật Bản. Thì trong thời gian đó, rất may mắn gặp ngày lễ của mẹ, hay còn gọi là ngày Mother Day. Thì thầy Thích Nhất Hạnh gặp được một số anh chị em thanh niên rất là trẻ, vui vẻ, tung tăng trước phố, trước sân ga. Thì có một anh chàng thanh niên đến đứng trước thầy Thích Nhất Hạnh và thưa rằng: thưa ông, thưa thầy, thầy xin lỗi, thầy còn bậc sinh thành hay không? Thầy Nhất Hạnh, thầy ngạc nhiên một vị thanh niên Nhật Bản hỏi mình như vậy. Thì anh chàng thanh niên Nhật Bản liền đưa: thưa thầy, nếu thầy còn song thân hay còn mẹ
cho con cài lên thầy một chiếc bông hộp để vinh danh và sống sướng mình còn mẹ. Bắt nguồn từ đó, thầy Nhất Ảnh nghĩ rằng trong Phật giáo có ngày lễ Vu Lan là ngày lễ báo hiếu song thân và báo hiếu cụ Huyền Thất Tổ. Thế thì tại sao mình không áp dụng cái lễ bông hồng cài áo trong những dịp lễ Vu Lan, tức là năm 1960 cho đến năm 1962, thầy đem về áp dụng cho Phật giáo và được tổ chức ở chùa Pháp Hội là lễ Vu Lan, được tổ chức lễ bông hồng cài áo tại Việt Nam thời kỳ đó ở Sài Gòn. Và thầy có viết một cái ấn bản gọi là ấn phẩm gọi là bông hồng cài áo, và sau này được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc, mà bây giờ bản nhạc này hình như là dùng chính thức trong cái ngày lễ bông hồng cài áo, thưa giáo sư Nguyễn Hồng Dũng. Thế từ đó năm 1962 cái lễ bông hồng cài áo được lan rộng ra, đặc biệt là các gia đình Phật tử lấy đó làm kỳ hiếu hành để giáo dục cho đàn em, cho Phật tử để mà noi theo. Thưa quý vị, mỗi hàng năm như vậy, chắc lẽ mỗi một trong quý vị ấy, chúng tôi vậy, từ lúc còn nhỏ, khi mình được gắn lên một chiếc áo, trên áo mình một chiếc bông hồng, mình cảm thấy sung sướng. Đó là giây phút ấn tượng nhất, mà giây phút sung sướng nhất. Và mình chia sẻ cái đau thương cho những ai mà gắn lên một bông trắng. Bông trắng biểu tượng cho sự mất mát, cho sự không còn tình yêu thương ôm lấy trong lòng của người mẹ nữa. Thưa quý vị, đó là lễ bông hồng cài áo. Xin mời giáo sư Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, cũng như vậy, bông hồng thì đối với những người còn mẹ, nhưng cũng có những màu trắng để diễn đạt là mẹ của mình đã ra đi. Và thưa với anh Mùi, chúng tôi thấy những bông hồng màu sắc vàng chói trên những chiếc y ca sa, thì nhân tiện này mời anh nói tiếp để cho mọi người hiểu thêm màu vàng ý nghĩa gì trong lễ hội Vu Lan. Dạ thưa quý vị, trong dịp lễ cái chương trình lễ bông hồng cài áo, thông thường chúng ta có hai loại bông hồng. Chúng tôi đã trình bày là một loại tinh khiết nhất đại diện cho trời và đất, giữa chỉ có bông hồng cho mọi người đều ấm lại, mình còn song thân. Bên cạnh đó bông trắng, là quý vị thấy bông trắng là một bông tinh khiết nhất, và bông trắng chia sẻ cho những nỗi đau thương mất mát. Sự hòa quyện giữa bông hồng và bông trắng tạo nên một không cảnh, tạo nên một tình thương bao la rộng lớn, chia sẻ cho nhau, bao bọc cho nhau cái tình thương đó, tình thương vô bờ vô bến ở trong Vu Lan Bồn. Và bên cạnh đó có, tại sao lại có bông vàng? Thưa quý vị, bông vàng dành cho những vị tu sĩ. Khi đã nói những vị tu sĩ thì những vị đó đã cắt ái ly thân, người ta cắt hẳn mọi cái tình thương ràng buộc của gia đình, đi tìm một tình thương bao la khác. Thưa quý vị, ở đây không phải là cắt ái, tức là cắt cái tình thương của gia đình rồi, không phải là còn tình thương gia đình nữa. Để nói cái đạo hiểu, quý vị còn nhớ rằng đạo Phật là một trong những người có hiểu nhất, đó là Đức Phật Thích Ca. Khi mà mẹ ngài qua đời, thì chính ngài đã đi lên những cái tầng trời để mà giảng thuyết cho mẹ mình. Và mẹ mình đã nghe những lời thuyết pháp đó, đã ý thức được cuộc đời là đau khổ, nhân và quả. Và cuối cùng, bà ta đã đạt chứng quả. Bên cạnh đó, ngài sau khi đã thành đạo, luôn luôn tiếp tục trở về với công thành của cha mình, tức là Vua Tịnh Phạm, và thăm hỏi, thuyết giảng cho cha mình. Và ngay cả Vua Tịnh Phạm đã quy y Tam Bảo. Cái điều cảm động nhất đến Nguyễn Xuân Dũng, cái đêm mà khi Vua Tịnh Phạm băng hà, thì cái đêm đó Đức Phật Thích Ca
Đạo ngồi thuyết giảng bên cạnh cha mình cho sáng đêm. Cái điều cảm động hết sức, cái báo hiếu của Đức Phật Thích Ca là một biểu tượng truyền lại cho tất cả những người Phật tử sau này. Thế thì những người xuất gia, khi đã xuất gia tức là lìa ải, tức là cắt đứt tình thương của gia đình, để mà nhận tình thương bao la, trong đó tất cả mọi chúng sinh là cha mẹ mình hòa nhập trong cái số cha mẹ lớn lao như vậy, cái tình thương bao la như vậy. Thưa quý vị, màu vàng nói đến Phật giáo tức là cái màu giải thoát với chúng sanh, là cái màu cứu cánh của sự giác ngộ, và cái màu vàng là tượng trưng cho sự báo ân tuyệt đối, không phải chỉ riêng cho gia đình cha mẹ anh em của mình, mà báo ân đáp nghĩa cho tất cả mọi chúng sanh, và trong đó có mọi loài nữa quý vị, nghĩa là súc vật cũng có, loài cây cối cũng có, đó là sự báo ân gì đó. Theo đạo Phật thì màu vàng là màu giải thoát, màu vô thường phước điền y, màu của đất. Màu đất như thế nào quý vị? Đất là nơi đó dung nhập tất cả những cái dơ bẩn, tất cả những cái thơm tho, và tất cả những cái gì mà người ta không còn dùng đến nữa, và người ta không còn sử dụng đến nữa, và ta đổ trên đất. Và đất dung nạp tất cả những cái đó mà không một lời phát than vãn, không một phản ứng, mà lấy những cái dơ bẩn đó để nuôi dưỡng những cái cây cối, nuôi dưỡng những cái bông hoa, trở thành những bông hoa tươi tốt. Như vậy, thưa quý vị, khi mỗi một tu sĩ nhận cài lên cho mình, trên chiếc y mình, một chiếc áo màu vàng, là những vị tu sĩ của Phật giáo, họ chấp nhận tất cả những cái đau khổ, đau thương của chúng sinh, những cái vui buồn của chúng sinh, để đó làm hành trang cho chính mình, để tạo những bông hoa nở rộ, đó là những bông hoa hồng để tặng đến mọi loài, mọi chúng sinh và ngay cả Phật tử. Thưa dạ vâng, rất là ý nghĩa với những lời hết sức là chân thành và giải thích cụ thể đó. Chúng ta hiểu được ba cái màu đại diện cho ba cái bông, màu hồng, màu trắng và màu vàng. Màu hồng tượng trưng cho mẹ mình vẫn còn trên dương thế, màu trắng đã mất mẹ, và màu vàng để gắn lên những chiếc y ca sa của các bậc tôn đức để chứng tỏ rằng sự cung kính và hiến tặng. Kính thưa quý vị, Vu Lăng Bồ có nghĩa rằng là một cái sự kiện để cứu cái cửu quyền thất tổ, cái sự ngược, tức là tiền thân hay là những cái đời về trước. Câu chuyện được xả ra từ khi Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát đã chứng thành được những cái thần thông, lậu tận thông, thần túc thông, thiên nhĩ thông, và những cái sự kiện đó đã khiến cho Ngài cảm nhận được mẹ mình hiện đã khuất mà không biết đi ở đâu. Cho nên Ngài đã dùng thiên nhãn thân và nhìn thấy dưới địa ngục A Tỳ, mẹ mình là bà Thanh Đề đã bị đọa và bị ngồi ở trên cái bàn chông, đầu thì đội một cái chảo máu lửa phừng phực. Cảm nhận được cái sự đau thương như vậy, cho nên Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát mới vận thần thông và đi đến ngay cái chỗ mẹ mình đang thọ hình. Và Ngài rất là đau khổ, thấy được một cái cảnh giới đó khắc như vậy, cho nên sẵn cái bình bát mà Ngài mới vừa khất thực có cơm, Ngài dâng cho mẹ mình. Thì bà Thanh Đề vừa thấy cơm, lòng rất là đói, và cái sự tham lam võn sẵn trong người đã nổi lên, cho nên tay phải của bà che lại và tay trái bóc những hạt cơm để đưa vào miệng. Nhưng những hạt cơm đó lại quá thành than lửa và bà không thể nuốt đạt. Cho nên Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát với cảm nhận được cái sự đau thương như vậy, liền vội vàng trở về ở tại Kỳ Hoàng Tịnh Xá để bạch Phật thưa thỉnh và hỏi cái phương pháp làm sao để cứu mẹ mình. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho đại chúng, trong đó có Đức Mục Kiền Liên, rằng 3 tháng kiết hạ an cư từ ngày rằm tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7 là 3 tháng các vị thanh tịnh, thân tâm, cho nên cái thần lực rất là cao. Vậy thì cái ngày rằm tháng 7 nhân cái ngày tự tứ, Mục Kiền Liên Bồ Tát nên sắm sửa những vật thực, hoa quả để cúng dường các vị tăng túc và cầu các ngài chú nguyện. Thì nhờ cái thần lực như vậy,
mới mong mẹ của Ngài thoát khỏi cái cảnh giới đọa ở địa ngục và tuân theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Mục Kiền Liên đã dùng cái thần lực của mình và tất cả những tài sản của cải để mà bán hết, mua một số lượng những vật thực để cúng dường lên chư vị tôn túc, và trong đó nhờ các vị tôn túc chú nguyện để cầu cho mẹ mình giải thoát. Và quả nhiên sau cái thời thọ trai và chú nguyện của chư tăng thì bà Thanh Đề đã thoát khỏi cái cảnh ngục tù A Tỳ và bà đã sanh về một cảnh giới an lạc. Thì đó là một câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả các vị Phật tử cũng như tất cả câu chuyện nhân gian này cũng đã được phổ biến khắp nơi và ai cũng hiểu. Tuy nhiên, cái câu chuyện đó nó đã nói lên cái tính chất hiếu hành của một người con, đặc biệt ở trong cái tinh thần của Phật giáo. Tuy nhiên, thưa với anh Nguyễn Ngọc Mùi, trong cái tinh thần Phật giáo như vậy, chúng ta đã ở trong một cái sự cục bộ để nói lên cái tính chất của Ngài Lễ Vu Lan. Vậy thì với cái ý kiến của anh có nhận xét như thế nào, làm sao chúng ta nhân rộng cái Ngài Lễ Vu Lan để trở thành một cái ngày lễ mà giới trẻ của đất nước chúng ta hiện giờ cần thiết phải thực hiện? Là bởi vì trong cái giai đoạn ngày hôm nay, giới trẻ của chúng ta đã quá thờ ơ với những cái nhiệm vụ của một đứa con, và cái sự thờ ơ đó nó đã nhân rộng đến cái mức độ vô cảm, khiến cho cái tình hiếu thảo của đứa con đối với cha mẹ không có, thì làm gì đứa con có cái lòng hiếu đối với quốc gia dân tộc, và làm gì đứa con có trách nhiệm đối với một sự kiện quan trọng về tổ quốc, về những gì mà chúng ta cần thiết để bảo vệ quê hương. Vậy thì thưa với anh, cái ý kiến của anh như thế nào về mục này thưa anh? Dạ, thưa quý vị, thì những mỗi một năm Vu Lan về thì người Phật tử thể hiện cho mình sự báo hiếu, tức là hành hiếu đối với mình, đối với bậc song thân, với cha mẹ, hiện tiền cũng giống như cha mẹ đã mất đi. Thì thưa quý vị, Vu Lan hiện nay có cái lễ bông hồng cài áo, đó là một bản sắc mà gọi là nhân văn và văn hóa đã đi vào lòng người, và từ đó đã làm một cái chất liệu rất là văn hóa đi đến với cái giới trẻ. Thưa giáo sư Nguyễn Hồng Dũng, thì tất cả mọi giới trẻ từ bậc sinh thành cho đến giới trẻ đã hòa mình trong ngày Vu Lan thắng hội, cũng giống người tu sĩ họ hòa mình trong cái sắc vàng đó, và tất cả mọi người đều nổi lên để phục vụ cho chúng sinh và muôn loài. Nhờ đó quý vị thấy mình có cái bi quan là tại ở Việt Nam có thể là giới thanh niên bây giờ họ chạy theo về vật chất, đeo dốc với những cái đòi hỏi mà càng ngày càng du nhập những cái không cần thiết ở Tây Phương về. Người ta sợ rằng một ngày mai nào đó cái văn hóa sẽ không còn, văn hóa hiểu hành là không còn nữa. Quý vị, với thiện nghị của chúng tôi, lễ đại lễ Vu Lan và lễ bông hồng cài áo không còn ranh giới nữa, và nó tỏa khắp đi các nơi, và các anh chị em mong đến cái ngày đó để mình nhận cái bông hồng hoặc nhận bông trắng để chia sẻ người bạn của mình, để chia sẻ người thân của mình, để chia sẻ anh em trong gia đình của mình, để chia sẻ với đồng loại. Thì tôi hy vọng rằng đó là một trong những phương cách mà có thể đem thanh niên đến với cái nghề Vu Lan. Và nhất là trong Phật giáo có đoàn thể, tức là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử là một tổ chức đào tạo thanh thiếu đồng niên trở thành một người Phật tử chân chính. Và các em này là một nhân tố để đi chiếu rắc tình thương và cái tình đạo và tình người cho tất cả mọi nơi. Tôi hy vọng rằng tổ chức gia đình Phật tử sẽ làm được điều này, đã làm rồi và đang làm, và sẽ làm tốt hơn nữa, hết nữa. Thì dự như ở trong ấn bản của bông hồng cài áo, Thầy Nhất Hạnh có nói rằng: rồi một chiều nào đó con về, bất kỳ ai nhìn vào mẹ mình, nhìn vào mắt mẹ mình, nhìn thật sâu và thật lâu, thấy mắt mẹ mình chứa đựng biết bao nhiêu nỗi thăng trầm và đau khổ của cuộc đời để nuôi nấng mình lên. Rồi ngồi bên mẹ, thụ thị bên mẹ, mình hãy nói rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ biết là, biết là. Thì chắc chắn rằng mẹ mình sẽ hỏi: biết gì con à?
Tôi có thể mình nói rằng, thưa mẹ, con thương mẹ lắm. Nhưng thưa quý vị, người Việt Nam mình chưa có thói quen con thương ba, thương mẹ ít lắm. Đó. Thương để trong lòng, thương để trên đầu, thương để trong cặp mắt, thương để ôm ấp chứ không thể nói ra. Với cái lời giản dị nhất thì mình có thể mình làm trong những ngày lễ Vu Lan hoặc trong những ngày thương nhật chẳng hạn. Dù mình bận rộn bao nhiêu đi nữa thì mình có thể rằng mình có thể điện thoại mình gọi về thăm mẹ, thăm ba. Mình có thể mình nói rằng mẹ ơi, ba ơi, con yêu mẹ lắm, thương ba lắm. Mình có thể rằng đi mua vật gì ngon đó về cúng kính giúp mẹ chẳng hạn. Hoặc là mình dành chút thời gian thôi, mình ngồi bên ba, bên mẹ, dù có ba mẹ mình có than phiền mình, có la mắng mình đi nữa, mình cũng cúi đầu con thương ba, thương mẹ. Thì chắc chắn những việc làm nhỏ đó nó sẽ tác động rất mạnh đối với cái tình cảm thiêng liêng đối với song thân. Hay còn hay là mình có thể mình mua tặng mẹ một món quà, ba một món quà nhỏ mà thôi. Và đồng thời mình đừng ngại nói một điều: ba à, mẹ à, con đã làm những điều sai, con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Từng đó thôi thưa quý vị đã là một cái quá trình làm cho cha mẹ vui vẻ. Đó là một quá trình báo hiếu và hành hiếu, thưa giáo sư. Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ chân tình của anh Nguyễn Ngọc Mùi. Kính thưa quý vị, trách nhiệm dĩ nhiên chúng ta không đổ lỗi cho tuổi trẻ thanh niên. Dĩ nhiên trách nhiệm chúng ta cũng không đổ lỗi cho bất cứ người nào. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại chính chúng ta. Như anh Nguyễn Ngọc Mùi cũng đã giới thiệu một tổ chức gia đình Phật tử, đây cũng là một trong những tổ chức mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ duy trì được những cái hành hiếu và tâm hiếu của tuổi trẻ Việt Nam ngày nay trong những cái thời khắc mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng và cấp thiết. Trong cái tinh thần đó thì nhân cái cơ hội này, chúng tôi cũng xin thành thật thưa với tất cả các bậc phụ huynh, những vị mà đã có con em của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta đợi cho con em của chúng ta nó báo hiếu, nó giúp cho chúng ta để biết được cái hiếu hạnh, thì chúng ta cũng cần phải cho con cái của chúng ta nó biết trước về cái ý niệm trong cái ngày hiếu hạnh. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều những bậc phụ huynh đã có con em, nhưng khi mình đi đến những cái cơ hội lễ lộc về vấn đề báo hiếu, về vấn đề gắn hoa hồng, thì quý vị cũng ít có cơ hội hoặc là ít có dịp mà dẫn con cháu chúng ta đi theo. Nhất là những cái nơi mà các cái tự viện và các cái chùa, thì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng hãy cố gắng thuyết phục con cái của chúng ta. Nếu nó còn rất là nhỏ, chúng ta cũng nên tập cho con cái của chúng ta nó thấy được một cái hành hiếu, một cái ý niệm cũng như là một cái buổi lễ trang trọng như vậy. Chúng ta nên gieo vào trong niềm tin và trong đầu óc non trẻ của các cháu biết được cái sự hiếu hạnh giá trị như thế nào. Và chính cái điều đó chúng ta mới giúp cho con cháu chúng ta nó phát triển trong cái tư duy. Thì đó là cái ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan mà anh Nguyễn Ngọc Mùi mới vừa đưa ra cho tất cả quý vị. Chúng tôi rất tiếc là chương trình Sống Hút truyền hình của Kali Today không còn bao nhiêu nữa. Thì còn chút xíu gì mời anh Nguyễn Ngọc Mùi có thể tóm tắt và chúng ta có thể tạm dừng ở tại nơi đây, thưa anh. Dạ thưa quý vị, thì ngay ở tiểu bang Kali, thì mỗi khi lễ Vu Lan này chúng tôi thấy bậc phụ huynh cũng đem con cháu rất là nhiều. Thưa quý vị, nếu như quý vị đến những cái từ viện hay là chùa chiền hay là ngay ở Việt Nam vậy, quý vị thấy trong chương trình văn nghệ mà cái lễ bông còi hồng còi áo mà chúng tôi đã trình bày quý vị, đó là lễ quan trọng nhất và cái lễ mà xúc động nhất. Bên cạnh đó là quý vị thấy các em gia đình Phật tử, là các em anh Vũ từ 6 tuổi, từ 6 tuổi trở lên 12 tuổi, 13 tuổi. Các em Vũ, các em múa, rồi các em có những cái vở kịch mà báo hiếu cha mẹ, quý vị xem không cảm động, chúng tôi không chắc chắn là quý vị sẽ cảm động ngay. Tại vì các em nhỏ mà biết cái hành, mà biết phụng dưỡng cha mẹ, biết hiếu kính cha mẹ ở trên một sân khấu như vậy, thì quý vị sẽ xúc động ngay. Thì quý vị bằng cách, quý vị có thể đem con em của quý vị để giao cho các anh chị huynh trưởng. Mà thưa quý vị, các anh chị huynh trưởng là những người được đào tạo cả mấy chục năm và được trải qua những trại huấn luyện và học những cái Phật pháp và tâm lý của trẻ và tâm lý học hoặc là giáo dục học để áp dụng cho đời sống trẻ. Thì thưa quý vị, chúng tôi không còn thời gian nhiều, tôi có thể chương trình sau chúng tôi sẽ nói gửi đến quý vị tổ chức gia đình Phật tử thế nào để quý vị hiểu thêm được
mà quý vị có thể đưa con em mình dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà đều có gia đình Phật tử, có chùa, có thư viện thì nơi đó có gia đình Phật tử. Quý vị cứ đến đưa con em đến đó là con em quý vị sẽ học được những gì là quý vị sẽ thỏa mãn mà quý vị khỏi phải bận tâm. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Mùi. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu của Phật lịch 2559 năm 2015, anh Nguyễn Ngọc Mùi và cá nhân chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng xin lên nơi đây để nhắc lại những buổi lễ có tính chất văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam, và đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi cái sự ý thức của các em, các cháu thanh niên chúng ta cố gắng duy trì, bởi vì cái tinh túy nó không dễ gì mà chúng ta có thể còn đó nếu chúng ta không cố gắng duy trì và bảo vệ cũng như là phát triển nó một cách tốt đẹp. Mà sự phát biến đó cần phải thực tập từ chính chúng ta. Cho nên một lần nữa chúng tôi kêu gọi cái sự hưởng ứng của tất cả quý vị để mỗi một mùa Vu Lan này, trên áo của quý vị có ít nhất là một cánh hoa tượng trưng cho những gì mà thế hệ tuổi trẻ đã nghĩ về đến chúng ta. Và dĩ nhiên chúng ta cũng đã từng nghĩ về song thân phụ mẫu. Hãy cầu nguyện cho những bậc song thân phụ mẫu hiện tiền được nhiều sức khỏe, nhiều sức lực và nhiều sự an lành. Đồng thời chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho tất cả những vị đã ra đi được siêu thoát một nơi tốt đẹp trong cõi cực lạc thế giới. Xin cầu nguyện cho tất cả quý vị khán thính giả một buổi chiều thật là an lành và kính chúc quý vị luôn luôn an lành. Xin mời anh Nguyễn Mùi chào. Dạ, xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào lần sau. Xin cảm ơn anh Nguyễn Mùi. Chào anh.